Hello mọi người. Rồi nay bắt đầu thùng hàng mới về thì bây giờ mình muốn làm cái video review tiếp cho mọi người coi. Tại mấy người bạn biết các bạn rất là thích những cái tập đập thùng như thế này. Nhưng hiện tại thì cũng chưa biết là chưa biết cái gì trong cái gì trong này để mình gọi Ngọc hỏi thử coi nó là cái gì nha mọi người nha. Để mình dễ tiện mình khoe hơn. Hello. Em gái. Rồi bây giờ hàng thùng về rồi nè, giờ cái gì trong này vậy? Trời ơi, gửi quá trời, tự nhiên không biết gì, ai biết gì vô gì. Đó, anh gửi mà nó quên hết nào, bây giờ mình phải khui ra. Khui đập thùng đi. Chết rồi. Bóc đưa có con đó, hello. Chào con gái. Má không biết đồ gì cho ba không? Biết gì vậy, coi có cái kiến không, có cái kiến có không? Kiến chưa đâu. Kiến chưa, tại vì kiến thì đâu. Kiến chút bình. À, kiến bình hả? Wow. Gì nữa đây? Ồ, cái này là gì đây? Ủa, chảo. Cái chảo nữa. Trời đất ơi. Mấy cái này là chảo, mấy cái chảo mà làm ở ở bên Ý đó, cái mà cái cây cây ngọc xài nhà nó nhiều chảo lắm. Mình kêu nó thôi bỏ ủ mày gửi về đây mày. Nó lục về luôn. Này quần quần đùi của ai đấy biết? Của bà ai dựng lên mới biết chứ còn. Ờ cái đó bảo với ba ai mặc nhiều. Chù. Mấy cái quần này có bảo mạnh chứ bảo dài mạnh được. Ba bỏ cái chảo, ba bỏ cái chảo, đi cực với ba. Để cái chảo xuống. Bốn cái quần đùi. Bốn. Năm cái quần đùi. Để làm sao được. Áo quá trời luôn hả? Một cái. Hai cái. Đùi này mặc nhà có lý nè. Ba cái. Bốn cái. Quá trời luôn. Năm cái. Trời đất ơi, đã nha. Sáu cái. Trời ơi, quần đùi. Nhớ nữa nè. Trời ơi. Nhớ một bữa. Mà bữa này giới nam, bữa trước giới nữ phải không? Ờ, giới nam. Cái này còn cái này mua cho chơi cái này. Ờ, còn cái đó là cái chậu râu để tặng cho chú Trương á. Trời, tặng chú Trương phải không? Ờ, tặng chú Trương á. Cái này là đào cậu đâu mà ba mình dặn mua để tặng chú Cương ở bên hàng xóm mình bên đây. Trời ơi, tiếc quá ha, cả nhà ơi, có mình xình ba ly là cái món đồ chơi này là nó mừng dữ lắm luôn à. Ba ly à. Kiếm bên tay vô. Bên tay vô. Nhân á. Ok. Chơi cho đó nha, chơi cho. Chơi cho, cảm ơn chơi không? Bữa này là gì ta? Hai bộ bài nữa. Bài hả? Trời ơi, bài mà cũng mua những Mỹ về nó trời. Wow. Đây, đây là gì ta? Hộp nặng quá. Còn quá trời gửi hoài vậy. Hoài. Còn rất là nhiều, đừng có gửi đồ hộp nữa, nhiều lắm rồi mà đâu có ăn hết đâu. Quá trời ký dữ lắm. Cái không, cái này để ăn dần. Để ăn dần nhưng mà nó nặng ký mà không. Đây, đây là nước hoa về nè mọi người. Lilabo về nè. Wow, rất là nhiều chai luôn. Còn tem còn mạt hết nha mọi người nha. Đây nè. Rất là khách hàng là ai là đặt là mình đã có chai này 100ml nè. Đó. 100ml nói giá, báo giá mọi người luôn không? Không, tại vì mình order xong rồi mình đâu có còn nhận order nữa đâu mà ấy. Đâu vậy, cả nhà ai cũng biết. Có mua dư vài chai hả? À? Như 100ml là 8 triệu, còn 50ml là 5 triệu rưỡi mọi người. Có một chai vui rồi, nó ngập nó có một chai vui rồi. Sắp wow. Ngoài hay không? Sắp ngoài hay để đây? Sắp ra ngoài hết luôn đi. Sắp ra ngoài luôn. Wow. Tất tổng cộng 20 mấy chai là order. Chú, nhau quá, từ từ luôn mỗi tay. Mỗi tay luôn. Mỗi tay. Có chuyện chai nào lại xài không gái ơi? Có. Ủa cái nước gì vậy ta? Mở hộp, nó bảo có chai mở hộp rồi đó. Nước gì ta? Hình như có chai mở hộp rồi đó, cái gì đó. Nước gì đây? Có, để từ. Bước này ra máy hả? Không điện được, để bỏ vô lại chứ. Đúng rồi. Để mãi đi. Không, một chút nữa là con sẽ gọi điện thoại hết cho. Đúng rồi. Cho thầy người là con sơ mình quốc kèm á. Xếp hàng luôn à. Rồi mày coi có cái trang nào ở rồi đâu. Ủa hay gì thôi, để đi chút. Ừ, chút rồi mẹ. Lilabo về nè. Lilabo hả? Ừ. Sáng rồi, Lilabo bắt rồi luôn. Có không? Ủa nhờ. Lâu quá. Người ta đặt, người ta đưa trước, 50 cầm. Cho đang đi về không? Đó không? Rồi đó, bữa nay là ai đặt dầu thơm rồi có gì đặt thơm. Trời đất ơi. Trời ơi, nó mua khăn nữa cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Wow. Đây là đưa cho mọi người chai coi chai đồ sơn. Cắt con keo ở nhà, trời ơi, tôi nghiệp quá trời. Cái cắt con
nâng cao cũng mua về để gia đình sao. Tức là vừa rồi mình đã về cái loại tam đảo rồi, bây giờ chiếc này về là loại đồ sơn cũng 75 nguyên rồi mọi người. Rất là thơm nha, hiệu quả. Đường mình là 10 chai, 20 chai. Gì đây? Cái này đọc sao? Đọc sao? Đi chip hả? Có deep tea, deep tea. Deep tea hả? Đó. Barista. Của Pháp chứ. Dạ. 75 nhiêu của Pháp nha mọi người. Cái này hồi sáng lấy cảm hứng từ đồ sơn Hải Phòng. Em đi cũng có mấy khách hỏi là ngoài cái tâm đảo ra còn cái nước hoa gì nữa không? Đó. Sơn hả? Có trong cái bao vải không, này nè. Bên kia có luôn. Ờ, đó, đó, mình thấy cái bao vải bên cái phòng kia nên mà em mới biết đó. Có cho cái có thử luôn, có cho thử luôn. Có mẫu thử này gì đây? Rồi ơi, bánh cho ba ly bên sền. Trời ơi, thì mà thấy cái này có ba ly bên sền được bán bánh mẹ ngọt thôi. Có thử nó ở nhà là nó nhảy mừng tinh tinh là bánh quá trời nè. Mấy ngày cái này có chai cho đây. Ồ, chai mua là chai cho anh hai với anh ba đó. Bánh một cái này đồ cắt băng keo. Đó, nghe bảo. Đó, hai cái. Đồ cắt băng keo chứ thấy nhà dán chứ thấy cực khổ quá. Đâu có đồ cắt đó chứ. Bên mình có. Mà tại gì làm biến. Này gì vậy? Này gì đây ta? Thông nghe thông viên không? Cái gì? Quay qua mới thấy chứ để ai thấy cái đó gì vậy? Ồ, cái đó là dầu nữa hả? 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 Khui ra đi anh ơi. Ủa, này cũng tiền chip nè, tam đảo. Cái tiền chip nè, đồ sơn nữa. Ủa, đâu dữ vậy? Mấy chục chai nữa, mua về. Ồ, này ngăn. Mấy cái chảo này là đồ hàng hiệu không nè. Dạ. Nó mua nhiều quá, chảo đá lại hết, chảo đá không á. Để về ấy nó kêu nó đòi bỏ mà nó uổng phí hơn sẵn thôi, cái chiến gửi về mày gửi về luôn. Ủa. Đợt này trời ơi. Có cái gì trong đó luôn á. Cái gì trời? Cái gì hôm nay vậy ta? Ủa còn cái túi măng lơ này là gì đây hôm nay đây? Măng lơ nào? Túi trắng này nè. Cái đồng hồ. Chị bảo chị khổ chứ bảo. Nè. Lô sần hả? Còn cái này cũng là lô sần hả? Để coi thử. Không, mở ra thử coi, chắc mở ra đây thôi. Đâu có, cái này đâu có bán buôn chai phải không? Lô sần của ba sức mạnh. Đúng rồi, cái mỹ phẩm cho ba sức mạnh đó. Em nghe cái gì? Ơi, cái này nè. Cái gương mặt của ba mình nó khi mà đi ra ngoài nắng á mọi người, hoặc là da bị khô á, là nó sẽ ấy. Cái này gì? Đó, cái này nè. Không biết bao nhiêu một bộ nè, nè. Nguyên một bộ luôn hả? Đồ bộ nó ghi số 1, số 2, số 3 cho mình sẵn luôn đó thôi mẹ. Có một chợ 3 trước nên giờ có mỹ phẩm. Ba, rồi sợ gì cho mỹ phẩm rồi. Có mỹ xài nữa ghê. Ghê luôn. Có nguyên bộ luôn. Wow. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 5, số 5, con nữa nè. Con nữa. Ba là cho, ba là con cho, con lắp mỹ miều luôn. Trời. Wow, những chiếc này về là có dầu thơm Lilabo để cho mọi người cũng như là có sản phẩm mới đó là tam đảo, là đồ sơn. Là mình đang có dòng tam đảo. Cái này để chút hỏi nó sao thì chắc cũng đưa qua cho nó coi kìa. Cái gì? Đây cái gì? À, cái đó cũng là sức mặt cho ba đó. Trời ơi, ba bữa nay sức sao hết rồi. Cái đó là của Nhật đó, của Nhật sức mặt cho ba đó. Chiếc này o ba nó ghê luôn ta. Cái này cũng của Hàn Quốc được hết năm nè, tức là năm 1 2 3 4 5 nè, thì 1 2 4 5 mới giống dạng được bộ bộ vui cũng vậy, bộ vui cũng vậy, cũng 6 chai nè, 6 chai cũng đánh từng đó. Vậy là bây giờ là cả nhà mình ai mà muốn mua nước hoa thì cứ liên hệ với mình nha, nước hoa đồ sơn của đi chip nè. Còn cái Lilabo là tụi con không có bán được tại vì cái này là dành cho khách order sẵn rồi. Bấm trò ba lưu đi thành công như không quá như vậy chai. Ủa giờ uống quá thì bữa giờ chị em cứ khách gọi tới thì nó hết nhỏ rồi. Sao là gì mà mẹ gọi lại. Dạ. Nói Ngọc có mua dư rồi bánh hàng ăn để anh đắp thấy lại. Điện thoại. Bánh cho Mali sần. Dạ. Cái này giống như ngũ cốc hay gì á mẹ. Dạ. À. Bánh sơn. Giống bánh ngũ Hàn Quốc. Bánh Hàn Quốc. Trời ơi, cái này hai đưa có một cái hai anh em dành chết dạ, luôn. Thôi luôn á. Làm khóc xuống. Dễ thương hả? Nữa đó. Nó có dư cái mới cho đó. Đó em chay cho anh hai đó. Xin bữa nay cũng mỗi lần lên video á. Cái bánh thử kìa rồi. Lên video thấy chay có đồ chơi Diễn Ngọc là hả? Chay mua về cho anh hai chay. Tốt. Rồi, thôi. Video thì tới đây cũng mình cũng kết thúc đi mọi người ha. Cũng vòng vòng đập hộp như này chủ yếu là cái nước hoa. Nước hoa đã về. Quay bỏ.
Rồi. Ba có bảo cái chai số 13 đó. Hả? Kiếm cái chai số 13 ra xịt cho mọi người coi, cho mọi người coi cái chai dầu thơm. Không, từ từ, lại mày nói có cái chai nào nó đã tươi rồi, không thấy nó tươi rồi. Để mình tìm mấy. Có chưa? Để mở thử chai đi ra bồ. Nó rồi, nó gạch ngang qua đó. Của mình 13 nè, số 13 nè. Ừ, nó gạch ngang đâu chưa, đưa coi coi. Mà chưa gạch ngang, gạch ghét gì hết. Rồi, vậy là không phải chai đó, nó chai khác. Không hết là đi ra bồ 44. Đúng không? 44 là nhiều. Đúng, 3, số 33 gì đó. 33 thôi, 33, 44 là 44. Nè, cái này là ngâm. Dạ, đồ sơn. Đồ sơn, tam đảo gì đó. Ủa, trời ơi, chiếc này quá nhiều cái này nha. Dạ, mẫu thử này nhiều nè. Ờ, mẫu thử quá trời. Có mấy cái nè. 13 nè. Không phải. À, đây nè, cái này gạch rồi nè. Đây này gạch rồi, gạch rồi nè. Ừ, đúng rồi, mở ra cho mọi người coi cái kiểu gạch đó. Kiểu nó là vậy là... Trong đây có những khách là được đặt tên đúng không? Ừ, order có những tên luôn. Đây, đây là cái 13 nha mọi người nha. Còn cái này là đem tới gì nữa. Đó là unisex á, là đàn ông ăn bằng gà gì xịt cũng được á. Bảo bảo xịt thử chị con xịt thử coi ngon. Cái mùi này bữa giờ là coi như là mùi giống mùi gỗ rồi ta. Ừ. Cái giống mùi gỗ. Cái mùi đó là mùi nổi tiếng nhất của cái hãng đó đó. Mà em thì em thấy cũng ok, chứ còn không thích gì mấy. Ừ, cũng được. Nhưng mà cũng nổi mê. Tiếng lần danh cũng mê. Không mê lắm đâu. Mùi nam nữ được. Cái đồ sơn này nè, cái nhạc thơm lắm. Thơm dịu dàng ngon. Anh sơn nó ngọt ngào mà nó sang trọng ha. Dịu dàng luôn á, đồ sơn á. Hôm qua ngon tài đó. Ừ. Đồ sơn với tâm đảo mới vậy chứ, cái mùi nó dễ chịu. Cái mùi tâm đảo mình cảm giác nó giống như cái mùi cổ điển đó Ngọc. Nghe rất là dễ chịu luôn á. À, nguyên một set luôn nè. Này là đi ra bước này đi nha. Rồi chào, nãy giờ mình không mở này ra thử, giờ thử kia rồi, thử này. Cái này cũng là đồ sơn. Đồ sơn nó cắn rồi. Đưa cái tay kia coi coi. Cái tay này. Mùi nó ngon lúc đầu. Nó phải nặng ngon là ăn ra thì. Bánh này ngon ghê hả? Ngon, chứ cuộc chay đi chơi đó. Bánh này ngon ngon nè. Giờ nó không thích ăn bánh xốp không? Mùi ngọt ghê á. Mùi ngọt ngon lắm. Mùi này ngọt ngào luôn á. Hả mẹ biết rồi, bữa hả mẹ có nghe rồi. Ha. Nghe bên này của chị Mai nữa không? Đúng rồi, đúng đó. Nghe bên Mai rồi. Nè ngâm nó về. Giờ mình mở mấy quần này bẩn trong nhà đã luôn nè. Thoải mái luôn. Trong này nó có cái giấy chứng nhận của Lila Bồ luôn rồi mọi người. Đó. Rồi. Thôi coi như là cái video hôm nay là mình chia sẻ cái 20 hàng khu nhà nghỉ về cũng như là sẽ bây giờ kết thúc cái video sẽ gọi cho từng khách hàng đã đặt hàng của mình. Thì hẹn gặp lại số chú anh chị video sau. Mọi người cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Bye bye cả nhà.